Xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Sơn, em đại diện cho nhóm IS90 đang thực tập tại khoa ngoại tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay sẽ xin trình bày về đặc điểm vi khuẩn học quan trọng của E. coli trong việc tái phát và tái nhiễm nhiễm trùng đường tiết niệu do E. coli. Thì trước khi đến với bài thì em sẽ giới thiệu một số thuật ngữ là recurrent urinary tract infection. Thì nó gồm có hai khái niệm là relapse là tái phát và same strain là một test của một test nhân, và reinfection tái nhiễm là nhiễm một new strain, là nhiễm một cá nhân mới. Rồi phylogenetic group là nhóm hệ thống với sinh loài, nhóm loài. Phenotype là kiểu hình. Biofilm formation là màng sinh học. Plasmid là những cái ADN vòng nhỏ ngoài nhân không mang hệ gen chính của bộ gen vi khuẩn. Rồi có cái kỹ thuật là BFGA, dùng kỹ thuật, nó là một kỹ thuật điện di xung điện trường nhằm phân tích ADN của vi khuẩn để phát hiện các gen độc lực của vi khuẩn là VFGS. Rồi intracellular bacteria communities là cộng đồng vi khuẩn nội bào, và quiescent intracellular reservoirs là thể ngủ. Thì đặt vấn đề là nhiễm khuẩn đường tiết niệu là một trong những bệnh nhiễm khuẩn phổ biến nhất thường gặp trên lâm sàng, chiếm tỷ lệ bệnh tật và chi phí y tế cao. Thì trong nhiễm khuẩn tiết niệu thì E. coli chiếm 80-90% trong nhiễm khuẩn tiết niệu cộng đồng và 30-50% nhiễm khuẩn tiết niệu bệnh viện. Sự tái phát và tái nhiễm của nhiễm trùng đường tiết niệu thì được báo cáo là 25% trong số những phụ nữ và nhiễm trùng đường tiết niệu trong vòng 6 tháng sau khi bị nhiễm đường nhiễm khuẩn đường tiết niệu cấp. Và điều này đã đặt ra vấn đề lớn cho các nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng. Và chúng ta sẽ đi đến cái yếu tố liên quan đến sự tái phát và tái nhiễm của E. coli. Thì có cái phần là gen độc lực của vi khuẩn là VFGS, rồi nhóm loài, rồi sự hình thành màng sinh học và plasmid. Thì đến phần gen độc lực của vi khuẩn VFGS thì dựa vào kỹ thuật là điện di ADN của vi khuẩn là PFGE để phát hiện cái gen độc lực của vi khuẩn. Thì ở đây ta thấy là sự đề kháng kháng sinh đối với những kháng sinh như là ampicillin, sulfamethoxazole, streptomycin và tetracycline thì tùy thuộc vào loại gen độc lực của vi khuẩn. Thì các loại gen mà chiếm tỷ lệ thấp thì ta thấy trên màn hình thì gồm có SFA, FOXP3 và AGN43 vân vân. Rồi trong đây là những cái gen chiếm tỷ lệ cao. Rồi các gen liên quan đến sự tái phát và dai dẳng khi mà nhiễm trùng đường tiết niệu do E. coli thì chúng ta cũng tham khảo một số gen liên quan đến sự dính, rồi gen liên quan đến mặt sinh học, rồi gen liên quan đến sự hấp thu sắt, rồi protein, rồi độc tố, rồi những cái gen liên quan đến sinh bệnh học của vi khuẩn, và những cái yếu tố mà giống như là độc lực của vi khuẩn. Đây là một số gen mà chúng ta có thể phân tích được dựa vào kỹ thuật điện di ADN của vi khuẩn VFGE. Rồi tới phần tiếp theo là nhóm loài, là dựa vào kỹ thuật chiplet PCR. Thì E. coli được chia làm 4 nhóm loài, là loại A, B1, B2 và D, trong đó B2 là phổ biến nhất. Thì B2 thì nó sẽ liên quan đến việc tái phát dai dẳng của bệnh, nhưng mà nó thì nhảy với nhiều kháng sinh. Còn ngược lại nhóm D thì liên quan đến điều trị khỏi và sự tái nhiễm, trong đó nhóm A và nhóm D thì liên quan đến sự đa kháng kháng sinh do chúng thường mang các plasmid là INCH và INCI. Thì chúng ta dựa vào kỹ thuật chiplet PCR. Rồi sự hình thành màng sinh học và thể ngủ thì cái vấn đề này thì liên quan đến sự nhiễm trùng dai dẳng và tái phát do liên quan đến cộng đồng vi khuẩn nội bào. Thì người ta và thành lập thể ngủ trong niêm mạc bàng quang, thì người ta đã phát hiện và thấy là những con E. coli nó có khả năng xâm nhập và nhân đôi lên trong màng niêm mạc của thành bàng quang và thành lập cái thể ngủ, và cái thể ngủ này có thể làm cho nhiễm trùng dai dẳng và tái phát. Thì kết luận là kết quả của nghiên cứu này thì hình thành giả thiết về thể ngủ nội bào của E. coli trong niêm mạc bàng quang liên quan đến nhiễm trùng tiết niệu dai dẳng và tái phát. Sự xác định về sinh bệnh học của E. coli như là gen độc lực, cái plasmid, các nhóm loài và khả năng hình thành màng sinh học thể ngủ nội bào thông qua BFGE và chiplet PCR thì đã đưa ra những cái thách thức
với những phương pháp điều trị nhiễm trùng thí nghiệm hiện tại và cần phải phát triển những kháng sinh mới hoặc những phương pháp điều trị mới. Nhưng mà ta thấy là không có một gen độc lực cụ thể nào mà có thể dự đoán được sự tái phát thì nhiễm trùng dai dẳng của E. coli trong việc mà nhiễm trùng đường tiết niệu. Tuy nhiên mà việc xác định được các gen độc lực của vi khuẩn có thể làm cơ sở cho việc phát triển các công cụ chẩn đoán và thuốc mới cho việc dự phòng và điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát và dai dẳng như E. coli. Rồi, em xin kết thúc phần trình bày của em. Cảm ơn thầy và các bạn lắng nghe. Sau đây là một số tài liệu các bạn có thể tham khảo thêm.